Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Story. Con chào ông bà cô chú. Hello. Con chào ông bà cô chú. Được rồi. Hôm nay là gia đình KT và Hiền sẽ đưa các bạn đi Costco sale, gọi là final sale cho cuối năm nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi KT xem hôm nay Costco người ta sale cái gì. Và địa chỉ thì KT sẽ để trên màn hình nha. Và bây giờ mình bắt đầu vào trong nha. Trước hết là mình thấy cái này đang giảm giá rất là nhiều, 85 còn có 65 thôi. Mùa đông trong nhà phải có cái này nha các bạn. Kế đến là mình thấy ở đây người ta bán cái loại này là cái loại chải tóc. Cái loại này là để chải tóc cho nó giống là cái này là cái máy nè các bạn. Sấy tóc, chải tóc đó. Bằng cái lược. Giảm xuống còn có 40 à. Như con. Vậy hả? Mình lấy được không? Đâu? Wow, cái set này sale còn có 9 đồng 97 cent à. Nguyên một cái set bự lắm nha. Cái này làm hoài cho mấy đứa nhỏ được nè. Khoảng 4 tuổi trở lên. Còn cái Transformer sale clearance hết nha các bạn, 19 đồng 97. Khi mà các bạn thấy chấm 97 mà có cái ngôi sao á, nghĩa là người ta đang giảm giá, mà giảm giá đại hạ giá luôn á, để tống ra khỏi tiệm, để mà người ta còn có chỗ trống để những cái món ăn kế tiếp về. Pokemon nãy mình mua rồi. Gia đình mình mua rồi, gia đình. Wow, cái Pokemon, cái Mega Set này đang giảm giá còn 29.97 luôn, clearance hết luôn. Cái set này đẹp nè. Ở bên mình không thấy cái này. Lego 59.97, Lego Ninja 8 tuổi trở lên. Có 1.394 miếng luôn. Trời, mấy cái này là nhỏ không á. Còn Star Wars thì 24.97. Gì con? Còn Lego City 19.97. Còn Classic Lego coi là cái gì đây? 49 đồng 99, có 1.700 miếng. Wow. Còn nguyên cái thùng này, nguyên cái thùng này có 14.97 thôi nè. Dễ thương không? Thùng son, sơn chứ. Mấy cái này là sơn rồi cho mấy đứa bé gái rồi đó. Dyson mà loại cordless, tức là không có dây á, là đang giảm xuống còn có 499, bình thường là 650 luôn đó. Còn cái con robot Roomba này là đang giảm luôn nha, bình thường 700 giờ còn 600 thôi à. Trước hết là mình đi qua cái hàng bếp. Thấy cái set này dễ thương, có 19.99 nè. Nè. Đẹp quá chừng luôn, cái này có tiệc nướng đồ ăn nữa. Ha, đẹp quá. Còn hàng này là bán lò chiên không dầu, lò nướng đó. Lò chiên không dầu hiệu này là 139.99, bình thường là 180 nha. Sale 40 đồng off. Cuisinart loại này mới ra nè các bạn. Lò chiên không dầu loại này mới 190, loại này không có sale. Đây nè các bạn nhìn thấy không? Nhìn nó mới ha. Nhưng mà mình không có thích Cuisinart một chỗ là biết sao không? Cái này nó hẹp quá, nó nhỏ đó các bạn. Rồi lúc trước mình thích nó lắm. Nhưng mà từ lúc mà mình mua cái này đây, cái này nè, cái này. Ồ, cái này đang sale nè. Ôi, cái này đang giảm giá. Đó, mình thích xài cái này biết sao không? Tại bên trong nó rộng lắm. Bình thường 100 giờ còn 80 nè. Đây. Đó. Còn cái này là Dutch Oven. Trong đây là cái loại mà Instant Pot đó nha các bạn. Đó, nó có cái nút mình xài được luôn. 170 sale còn 130. Đây nè. Dành cho bạn nào mà thích nấu ăn mà ở trong đây là ha. Nó giống như buổi sáng mình đi làm á, mình có thể mình nấu. Mình nấu chiều về mình có mình ăn. Cái nồi này mình có thể lấy ra và mình bỏ lên cái lò mình nấu cũng được nữa nha. Hay là mình bỏ vô trong đây, mình nấu cũng được. Cái gì không ấy nữa. Cái này hiệu Tiger. Cái nồi nấu cơm hiệu Tiger 5.5 cup đang giảm giá luôn nha. 90 còn 70.
bạn sẽ hỏi mình cái nồi này nấu cơm ngon không, mình thấy ăn được, tại nhà mình có này rồi, Hiệu Cúc Khu cũng có luôn. Nhưng mà đối với KT là giá này là quá hữu nghị. Ví dụ bạn nấu ăn, ăn không hết thì bỏ vô trong cái hộp và bỏ tủ lạnh, chứ không thể nào mà để ngày này qua ngày nọ được hết, đó là nó sẽ chuyển vàng. Mình thấy nồi cơm nào cũng vậy hết, tùy theo nữa. Nếu bạn mua loại mà 300-400 đi thì nó sẽ không có chuyển vàng nhanh, nhưng mà cái loại này sẽ chuyển nhanh, cho nên là ăn không hết thì bỏ tủ lạnh nha. Nhà bạn nào mà có trẻ em hay là có tiệc tùng mà thích ăn popcorn á, ăn bắp rang á, này đang giảm giá, Hiệu Cuisinart 80 còn có 60 thôi. Có nhiều bạn hỏi mình là cái máy xay thịt hay là bào rau, gọi là bào củ đi, cà rốt để mình làm chả giò nè, hay là mình cắt củ hành để mình làm hành phi nè, hành tím, hành hương á, là đó là cái máy này nha, Cuisinart 13 cấp nè, 150 đó, đang giảm giá, giảm giá tới 50 luôn đó, là giá này mình thấy rẻ đó các bạn, 13 cấp lận. Còn cái này là cái lò để mà làm bánh waffle, bánh tổ ong á các bạn, 45 đồng mà sale còn có 35 đồng. Loại này là dạng giống như loại dày nha, cái bánh waffle á, dày. Thường thường nhà hàng thì làm loại dày như vậy, Hiệu Cuisinart mà giá này mình thấy cũng rẻ. Tới mấy cái hộp này sale cũng rẻ nha. Cái hộp này là tới 9 hộp luôn, đựng đường, bột, gạo, mì rồi 70 mà sale còn 50. Cái set này cũng rẻ nha. Này là bằng kiến, 25 đồng còn 20. 18 miếng tức là 9 bộ luôn á. Đây nè, cái này KT có dùng ở nhà nha, mình thích lắm. Hâm đồ ăn trong microwave, trong lò vi sóng nữa thì không có sợ. Còn cái này, cái rổ này mình thích lắm, có 20 đồng mà các bạn. Nhưng mà mình thích cái là mình có thể kéo ra kéo vô nè, thấy không? Mình kéo hai cái bên này ra, mình bỏ lên cái sink của mình á, cái bồn rửa chén á, mình rửa rau rồi, nhìn nó sạch sẽ lắm. Nguyên một cái set gia vị 30 đồng, 40 mà giảm xuống còn 30. Hôm nay là khi thi toàn là chia sẻ những cái món hàng đang giảm giá cực mạnh luôn á. Có đủ loại ha, từ cà ri, bột cà ri á, cho tới bột nghệ. Đây nè, cà ri nè, bột nghệ nè, bột gừng, đủ loại, quế. Có bạn hỏi mình cái bộ dao nào bén thì KT đã dùng qua cái bộ dao này, hiện tại đang ở nhà dùng nè, rất là bén luôn, cái này mình thích nè. Nhưng mà hôm nay là người ta không có sale, 150, 155 chứ, các bạn có thể đợi sale, đôi lúc người ta sale 30 đồng off rồi. Chảo này đang giảm giá, còn có 14.97 thôi, clearance luôn. Cái chảo kế bên đó là 14.97 cũng clearance luôn nha. Cái này mình thích nè, nướng barbecue rồi ăn, mà để trên bàn nữa các bạn, nó gọn. Còn cái chảo này to lắm, 5.5 quart luôn, có cái nắp luôn, 19.97 clearance nha. Đây nè, để mình cho các bạn xem. Đó, to lắm nha các bạn. Cái này người ta gọi jumbo là đúng rồi, to lắm. Nè, ôi cái set chén này dễ thương quá, 10 cái chén 10.99. Ê, dễ thương chưa? So cute. Cái bộ tô dĩa chén này mình rất là thích luôn. Hôm nay mình thấy cái giá này là rẻ, 109.99. Có 40 cái lần. Cái này chị cũng đang xài ở nhà. Cái này chắc lắm các bạn, nó mỏng, nó nhẹ mà rất là chắc. Làm rớt mấy lần không bể, rửa chén tuột tay bể, giống như là mình tưởng nó sẽ bể, không bể luôn các bạn. Qua tới cái phòng tắm nha. Hồi nãy là phòng bếp rồi, giờ tới phòng tắm. Thì cái này cái set người ta đang bán 100 còn 75 đồng. Cái shower head, cái vòi sen á các bạn, nguyên set luôn. Còn cái này á thì nó nhỏ hơn, 50 còn 40. Đây, cái này là cái loại set lớn nè. Ôi trời ơi các bạn ơi, đây, cái này là super sale luôn nha. Bóng đèn LED 12.99, giờ còn có 49 cent thôi.
mà 6 cái bóng đèn luôn, 49 cent. Đây mà limit 2 thôi nha các bạn. Wow, rẻ dễ sợ luôn. Chưa bây giờ mình thấy bóng đèn mà sale rẻ như vậy luôn á. Cái loại này cho floodlight tại phía sau patio backyard rồi đó các bạn, 15 đồng mà còn có 99 cent à. Thôi được ơi, nó rẻ dễ sợ luôn. Bóng đèn, đèn này đèn treo trong nhà bếp rồi nè, cũng đang sale 40 đồng. Rồi cái switch, cái smart dimmer 20 đồng. 30 mà sale còn 20. Dành cho bạn nào muốn cần này, đẹp ghê ha. Wow, còn loại này là 100 đồng còn 70. Đây, đèn trong nhà bếp rồi nè. Set này cũng vậy luôn, 100 đồng còn 70. Tức là giờ đèn nó đang sale giảm giá nhiều lắm. Cái loại 5 bóng thì 200 còn 150. Cái tủ đựng giày, cái này gọi là cái kệ đựng giày chứ, 50 đô không có giảm giá. Nhìn dễ thương. Qua tới kẹo thì mình thấy người ta bắt đầu giảm giá rồi đó. Cái loại này thì bình thường 13 đồng rưỡi, giờ còn có 9 đồng trên 9. Đây, kẹo này ngon nè. Loại này chocolate, loại này thơm, ngon. Loại peppermint cũng sale luôn, 9 đồng trên 9 nha. Lựu một thùng 2, 4, 6, 8, 9 trái là 16 đồng trên 9. Ở bên đây là trái cây mình thấy Costco bán, không biết có phải là mình chưa coi hổng rài giá không, nhưng mà hôm nay mình thấy nó rẻ nè. Trái bơ 6 trái 4 đồng 39. Là rẻ hơn bà, là rẻ hơn bên Cali phải không ạ? Còn quýt, trái quýt mà loại nhỏ mandarin 5 pound 5 đồng 39 cent. Loại này nè, loại này ngọt ngọt chua chua. Ở bên đây có bán mấy cái đôi giày đi tuyết thấy đẹp ghê, 41 đồng 99. Mấy đôi giày bút như thế này nè. Đó, nó cao như vậy, ở trong đây ấm lắm nè. Rồi ở đây các bạn nhìn nè. Cái đế á, đi để không có bị trơn á. Có mấy cái bánh Noel chocolate 32 ounce mà có 15 đồng 99 nè các bạn. Làm theo cái kiểu mà Giáng sinh á, khỏi cần đặt ở đâu hết, vô Costco mua cái về ăn tiệc. 15.99 rẻ ha. Hành phi này của Costco mình nghe nói ngon nè, mà mình chưa có dịp mua thử về ăn. Có bạn nào ăn thử chưa? Mình đọc ở trên Facebook mình thấy nhiều bạn thích lắm á, không biết có bạn nào ăn thử rồi cho mình biết ý kiến với. 6 đồng 79 xem mà một bịch. Một bịch tới 24 ounce. Đây nè, nặng lắm. Tức là 680 gram. Một set hai cái cây này có đèn nha, 49 đồng 97, cao lắm nha các bạn, rất cao luôn, nhìn đẹp ha, để trong nhà trưng đẹp lắm á. Bây giờ người ta đang giảm giá cho đèn Christmas nhiều lắm. Cái này có 9 đồng 97 thôi nè, một hộp 5 cái ngôi nhà nho nhỏ. Wow, ở đây có bán bánh khoai môn, nhìn thấy ngon không? Bánh khoai môn này 8 đồng 99 một bịch, có bạn nào ăn này chưa? Nhìn hấp dẫn quá ha. Nghe nói cái này rất là ngọt. Cái lo này là lo kéo, người ta gọi là lo kẹo kéo, 150 sale còn 100. Còn này là cái dàn karaoke nha, dàn karaoke loại nho nhỏ, 200 sale còn 150. Có bạn nào dùng cái này chưa, không biết có hay không các bạn. 150 thì mình cũng nghi ngờ lắm á, sợ không có hay. Chứ 150 mà đòi hay chắc không có phải không. Ồ, cái drone này đang giảm nè, hôm bữa mình nhớ không làm là 70, giờ xe còn 50. Clearance nè các bạn. Cái này hôm bữa chưa đã đánh đòi nè. Cái ống nhòm này là giá 200 đô, không có sale. Mà mình thấy người ta mua mà không biết, mình hỏi tại sao, người ta nói là người ta mua tặng cho cháu. Cái anh chàng đứng bên cạnh á, mua tặng cho cháu 200 đô cái này. Rồi người ta bonus tặng cho cái điện thoại smartphone nè, có bluetooth luôn. Cái smartphone adapter chứ không phải cái điện thoại. Wow, mấy cái hoa đẹp quá.
này là hoa thiệt nha, 19 đồng 99, đẹp quá trời đẹp luôn, đẹp quá. Đây mình đi quay xong mấy đứa nhỏ, trời ơi nhìn giống như bụi đời vậy, đứa cầm cuốn sách ngồi đọc vậy là thấy thương ghê không. Ok thôi mình đi nha, đi ra tính tiền nè, đi con. Đi nè con, tụi con đi ra tính tiền nè, đi đi con. Rồi các bạn ơi, bây giờ tụi mình đi ra tính tiền nha. Có sữa tắm đô nữa nè, sale tới 4.5 đồng off lần. Nguyên bộ nồi Ninja Foodie 200 đồng. Nãy đang quay ở đây bên Colorado, KG đi quay mà quay trong Costco cũng gặp một em nhận ra KG luôn, vui dễ sợ luôn. Đang quay cái lại đấy, chị ơi chị phải là KG Food Story không? Em nhìn em nghĩ là không phải, ai ngờ là chị, tại vì em biết chị ở bên Cali mà đi đâu đây đây. Chị anh ơi, bây giờ mình tạm biệt cô chú nha, ông bà cô chú nha. Cảm ơn bà cô chú ủng hộ kênh của mẹ của con. Mình chúc các bạn có một mùa lễ Giáng sinh và Tết thật vui vẻ, ấm cúng bên gia đình nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.